Hi guys, welcome back to my channel. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với 456 Smart Sure. Chúng ta cùng bắt đầu với trò câu kính nào. Remember. Ok. Ơ kìa. Chúng ta bị tên này đẩy các bạn ạ. Lại nha. Ok. Hoàn thành. Victory. Vậy là chúng ta vai trò là sẽ là gì đây? Catchman. Oh no. No. Choose your role. Hunter. Tay súng cử hồi. Lần này chúng ta sẽ là thanh kiếm. Cẩn thận hơn nha. Chúng ta sẽ cho chúng ta là người siêu to khổng lồ để có tầm xa hơn, có thể đánh đối thủ từ xa. Siêu to khổng lồ rồi các bạn. Ôi trời. Oh no. Chút xíu nữa là lại bị tên này to thế nhở. Còn một người nữa thôi là chúng ta chiến thắng các bạn. Ta cứ đi thu lượng tiền đã. Yes, victory. Your role, my role. Okay, okay. Oh, được chưa? Yếu nữa thì lại bị ngay từ lúc vào trận rồi. Ngay từ mở màn. Tên này to thế. Mày thì to này. Nhiều người khổng lồ thế nhở. Chúng ta sẽ đi tiêu diệt người khổng lồ. Ok. Chỉ còn 2 người nữa thôi. Yes. 1 người nữa. Chúng ta quá to lớn so với người này. Yes. Đập giấy ư? Một đập ăn ngay. Ok. Sao lại có quận giấy lại sinh ở trên đầu đây này. Ok. Lần cuối nha các bạn. Lần này vai trò của chúng ta sẽ là cái này. Gunner. Một tay súng các bạn ạ. Oh. Súng. Ôi. Đã có người khổng lồ rồi vậy. Nhanh thế nhở. Chúng ta sẽ tiêu diệt người khổng lồ này. Yes. Người khổng lồ tiếp theo. Còn ai khổng lồ nữa không? Đây cũng khá khổng lồ này. Perfect. Một người nữa thôi là chúng ta chiến thắng rồi. Cẩn thận là không bị bắn. Bắn ngược đấy. Yes. Victory. Ok. Ta cùng đến với Hubi Time. Trò này tưởng đơn giản nhưng mà không đơn giản đâu các bạn ạ. Khó đấy nhỉ.
này à. Đấy. Rất dễ, rất dễ là bị hạ gục. Ồ. Yes. Bạn bắn mình. Oh no. Chỗ này đông đấy. Mình còn một cái nữa là chúng ta chiến thắng này. Yes. Chiến thắng các bạn ạ. Khó lắm. Nhìn đơn giản vậy thôi nhưng mà không hề đơn giản thế nào nè. Đấy. Rất dễ rơi vào trường hợp tự mình bắn mình. No. Cứu công chúa. Ok.
pause này. Ôi, pause đánh một cái là ngất luôn. Yes. Chúng ta lên đây. Chúng ta 30 này. 65 chắc chắn là thắng 60 rồi. Ồ, đừng mở quà nè. Wow, chúng ta thu được rất là nhiều quà. Ok. Wow, rất là nhiều kẻ thù các bạn ơi. Từ thấp đến cao nha. Đây chúng ta có cái chìa khóa để mở này. Ok. Chúng ta nên... Yes. Chấp nhận vậy. Và kho báu đây rồi. Kho báu chỉ được 30. Chúng ta sẽ chiến đấu đây trước. Một trăm chắc chắn là đánh được 80 rồi. Cứu công chúa nào. Lại có pause kìa. Easy. Ok. Cùng đến với trò tiếp theo nha. Hockey game play time. Đập giấy à? Yes. Chiến thắng luôn. Tiếp theo là gì đây? Kill a puppy. Ơ kìa. Sao không đánh được nhỉ? Không kịp vào rồi các bạn ơi. No, không kịp vào. Trò này chúng ta sẽ chọn mặt à? Chọn thấy ngôi sao nào. Oh no, mặt cười các bạn ơi. Thua mất rồi. Lại nha. Ô kìa, lại là ngôi sao. Lại thua rồi. Lần này chúng ta lại chọn mặt cười nhỉ.
Ơ kìa. Sao đấy nhở? Tiếp tục chọn mặt cười. Ah!
thành phố có nhiều xe lắm. Wow, lên trên cao rồi. Why?
Người thì xinh mà để cái chân chán tiệt đấy. Ok, thanh toán này. Thank you. Mụn này. Chúng ta phải xử lý. Có 8 cái mụn tất cả các bạn. Complete. Anh này chỉ đến để chị mụn thôi. Ok. Chăm sóc cún nè. Lắp con này ra đã. Ok này. Nice. Complete. Bệnh nhân tiếp theo. Xử lý cái này không biết gọi là cái gì ấy. Con gì đó làm thố trên mặt luôn. Tại sao lại có con này dài như thế này ở trong người chứ? Ok. Chúng ta chữa nốt cho hai bệnh nhân này nha. Chị này bị làm sao? Chúng ta đi tìm vật thể lạ trong người. Nhiều thứ thế này. Ok. Remove. Chị đã được khỏe rồi. Để cá kéo những cái gì ở trong người ấy. Sao thật. Ok nha. Bye bye. Người cuối cùng của ngày hôm nay nha. Chúng ta sẽ xử lý con này đầu tiên. Sau đó là con này. Well done. Ok, rất nhanh. Nào cùng ra thanh toán tiền nè. Ok. Tạm dừng ngày hôm nay nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến. I see it. Kéo co. Yeah.
Survival. Chúng ta phải sinh tồn được trong 30 giây. Ồ, đồng thế. Ai à, bị thương mất rồi. Cẩn thận hơn nha. Chúng ta chỉ cần tránh không để mọi người ném vũ khí vào chúng ta là được. Giây cuối cùng các bạn, 1-0 hoàn thành. Tách kẹo. Choose the box. Oh, hình tam giác. Khá dễ các bạn. Không quá phức tạp. Ok. Vượt qua thử thách này cũng là cả một vấn đề này. Người về đi rồi. Yes, chúng ta đã về đi rồi, những giây cuối cùng. Tránh bom. Ô kìa. Nhanh thế nào. Ok, video của chúng ta hôm nay cũng xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.